nhằm giải quyết nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt ngày càng tăng trên địa bàn, huyện Di Linh đang triển khai xây dựng dự án xử lý chất thải sinh hoạt tại xã Liên Đầm. Dự án có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng do công ty Môi trường Xanh Di Linh làm chủ đầu tư, với công suất thiết kế xử lý 50 tấn rác một ngày. Qua đó giải quyết cơ bản về tình trạng nguồn rác thải đang gây bức xúc hiện nay tại huyện Di Linh và các vùng lân cận. Được biết, sau khi phân loại xử lý, chất thải sinh hoạt này sẽ đồng thời tái chế thành 3 sản phẩm chính thân thiện với môi trường, như phân bón hữu cơ vi sinh, gạch block và hạt nhựa ni lông tái chế. Trước mắt, dự án xử lý chất thải sinh hoạt huyện Di Linh sẽ tạm thời được lắp đặt tại khu vực bãi rác xã Kinh Ré để xử lý toàn bộ rác tại khu vực này. Sau khi hoàn thành, sẽ được chính thức lắp đặt tại xã Liên Đầm, huyện Di Linh. Hiện nay, dự án đang dần hoàn thiện các hạng mục còn lại để đưa vào vận hành vào tháng 8 năm 2017.